Tối ngày 26 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã diễn ra với những khoảnh khắc ấn tượng và đầy sáng tạo, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Sau loạt các phần thi quan trọng, top 5 thí sinh xuất sắc đã lộ diện và bước vào thử thách cuối cùng vòng ứng xử. Trong vòng này, mỗi thí sinh phải đối mặt với những câu hỏi không chỉ thử thách sự thông thái mà còn thể hiện tính cách và quan điểm của họ. Thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh, Thái Bình, là người đầu tiên nắm lấy cơ hội. Cô nhận được câu hỏi xoay quanh về lòng bao dung và vị tha trong cuộc sống hiện đại. Mặc dù một lúc lâm vào tình huống lúng túng, Hồng Hạnh đã nhanh chóng lấy lại bản thân và trả lời một cách thật sự ấn tượng. Cô chia sẻ, kính thưa quý vị, có lẽ ngày hôm nay tôi không phải người trả lời xuất sắc nhất, nhưng chính sự động viên và tràng vỗ tay ở đây thể hiện lòng bao dung và sự vị tha đối với tôi. Câu trả lời này không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn tạo được sự kết nối tốt với khán giả. Trương Quý Minh Nhàn, Huế, thí sinh tiếp theo, cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Được hỏi về điều gì khi nhắc đến quê hương là nguồn tự hào nhất, cô đã trả lời một cách thú vị, ngoài những món ngon đặc trưng, Huế còn được biết đến với lòng bao dung và vị tha đối với mọi người. Sinh ra và lớn lên ở đây, tôi tin vào khả năng vượt qua khuyết điểm của bản thân và trở nên tốt hơn. Những giá trị này đã giúp tôi tự tin hơn và có niềm tin vào sự phát triển của bản thân. Với những phần thi ấn tượng và những câu trả lời sáng tạo, chung kết Miss Grand Việt Nam 2023 thực sự là một đêm trình diễn đầy cảm xúc, chứng kiến sự nảy bật của tinh thần và tâm hồn của những thí sinh xuất sắc. Tối ngày 26 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã diễn ra với những khoảnh khắc ấn tượng và đầy sáng tạo, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Sau loạt các phần thi quan trọng, top 5 thí sinh xuất sắc đã lộ diện và bước vào thử thách cuối cùng vòng ứng xử. Trong vòng này, mỗi thí sinh phải đối mặt với những câu hỏi không chỉ thử thách sự thông thái mà còn thể hiện tính cách và quan điểm của họ. Thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh, Thái Bình, là người đầu tiên nắm lấy cơ hội. Cô nhận được câu hỏi xoay quanh về lòng bao dung và vị tha trong cuộc sống hiện đại. Mặc dù một lúc lâm vào tình huống lúng túng, Hồng Hạnh đã nhanh chóng lấy lại bản thân và trả lời một cách thật sự ấn tượng. Cô chia sẻ, kính thưa quý vị, có lẽ, ngày hôm nay, tôi không phải người trả lời xuất sắc nhất, nhưng chính sự động viên và tràng vỗ tay ở đây thể hiện lòng bao dung và sự vị tha đối với tôi. Câu trả lời này không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn tạo được sự kết nối tốt với khán giả. Trương Quý Minh Nhàn, Huế, thí sinh tiếp theo, cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Được hỏi về điều gì khi nhắc đến quê hương là nguồn tự hào nhất, cô đã trả lời một cách thú vị, ngoài những món ngon đặc trưng, Huế còn được biết đến với lòng bao dung và vị tha đối với mọi người. Sinh ra và lớn lên ở đây, tôi tin vào khả năng vượt qua khuyết điểm của bản thân và trở nên tốt hơn. Những giá trị này đã giúp tôi tự tin hơn và có niềm tin vào sự phát triển của bản thân. Với những phần thi ấn tượng và những câu trả lời sáng tạo, chung kết Miss Grand Việt Nam 2023 thực sự là một đêm trình diễn đầy cảm xúc, chứng kiến sự nảy bật của tinh thần và tâm hồn của những thí sinh xuất sắc.